Dạ vâng, chào mừng quý vị và các bác yêu âm thanh, yêu ca nhạc khắp mọi miền Tổ quốc đã quay trở lại với Cốc Cốc Audio chúng em. Vâng, ở trên màn hình của quý vị và các bác đây thì đây chính là cặp loa JBL KI512 hàng bãi Mỹ xịn. Và cặp loa này thì bên em đã bán được 4 năm năm nay. Đấy. Với dòng loa JBL KI512 này thì được rất là nhiều bác tin dùng sử dụng và được các bác giới thiệu thêm cho anh em bạn bè sử dụng nữa. Thứ nhất là hàng xịn, thứ hai nữa là cái chất âm cực kỳ hay. Thứ ba là giá thành cực kỳ rẻ. Thứ tư là hàng còn đẹp cực kỳ, hàng đẹp đứt tay luôn các bác nhé. Đấy, đây, các bác nhìn xem. Hàng đẹp đứt tay luôn. Với dòng KI512 này thì các bác chúng ta vừa nghe nhạc, vừa karaoke và vừa trưng bày. Dòng loa 3 đường tiếng các bác nhé, một bát 30, một âm trung và một chép kèn. Các bác có thể để nằm như thế này, hoặc các bác để đứng lên, hoặc là các bác treo lên thì đều được các bác nhé. Đấy. Các bác treo lên thì nó có 3 cái ốc ở đây. Đấy, nó có 3 cái ốc ở đây. Thì các bác treo lên đối với những không gian mà hẹp. Đấy, những không gian hẹp các bác treo lên. Các bác treo sát tường hoặc là các bác để sát tường thì không ảnh hưởng gì đến chất âm các bác nhé. Vì hai lỗ thông hơi nằm ở mặt bên rồi. Đấy. Vâng, với cặp loa này thì giá thành cực kỳ rẻ. Hiện tại thì nó đang có giá là 4.500.000 đồng, đã bao gồm phí vận chuyển và tặng kèm đầy đủ dây dắt cho quý vị và các bác. Vâng, với cặp loa nằm hàng bãi xịn của Mỹ, vừa karaoke, vừa nghe nhạc và vừa xem phim, âm thanh rất là sống động và chi tiết các bác nhé. Và đặc biệt là hát karaoke nó rất là thoát tiếng và thoáng tiếng. Bên em đã có những video rất là chi tiết và cụ thể của cặp loa JBL KI512 này. Đấy, bên em có cả những video mà tháo lòng thùng nội thất ra rồi các bác nhé. Đấy. Bác nào chưa xem những video đó, các bác có thể theo dõi lại ở trên kênh YouTube Cốc Cốc Audio chúng em. Hoặc là bác nào mà chúng ta muốn xem nội thất bên trong, các bác có thể liên hệ ngay về một trong hai số ở trên tấm biển giúp em. Cả hai số điện thoại đó thì bên em đều có Zalo các bác nhé. Vâng, bây giờ em sẽ mở nhạc lên, em sẽ test thử cho quý vị và các bác chúng ta cùng nghe thử, cùng trải nghiệm và cùng tham khảo cặp loa JBL KI512 hàng bãi Mỹ xịn này các bác nhé. Đấy. Cặp loa này các bác chơi nhạc đa năng. Đấy, các bác chơi được tất cả các thể loại nhạc. Những bản nhạc mà yêu cầu độ nhanh mạnh chính xác cao, hay là những bản nhạc mà nhẹ nhàng, du dương tí tách, thì cặp loa JBL KI512 này nó đều đáp ứng được cho quý vị và các bác. Vâng, bây giờ em sẽ test thử các bác chúng ta cùng nghe và cùng cảm nhận các bác nhé. Kỷ niệm nào
bát rất là sâu, đúng không ạ? Tiếng bát rất là sâu. Và với cặp loa này thì quý vị và các bác chúng ta chơi nhạc đa năng. Đấy, các bạn chơi nhạc đa năng, những bản nhạc mà yêu cầu độ nhanh mạnh chính xác cao, hoặc là những bản nhạc nhẹ nhàng du dương thí thách, thì cặp loa JBL-K1-2 này nó đều đáp ứng được cho quý vị và các bác. Giá chỉ có 4.500.000 đồng quý vị nhé. Vâng, giá rẻ giật mình đúng không ạ? Mọi chi tiết xin quý vị và các bác chúng ta liên hệ về một trong hai số điện thoại trên tấm biển giúp em. Bên em sẽ tư vấn trực tiếp cho quý vị và các bác. Còn bây giờ xin phép em được khép lại video tại đây. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bác ạ.